ngoài thế nó không quay luôn đây. Bạn vào trong tớ ngồi đấy tớ quay. Đồ nhanh nhanh. Ai cầm đồ của chị nhờ? Bảo là đang ngồi giữa kẹp giữa hai em này. Đập lên. Tình yêu hoa đẹp. Toàn hoa là hoa thôi. Không bị ngược sáng ấy. Ngược sáng đấy là hơi hơi tối 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 tối. Đẹp không? Đẹp. Ở trong này là cái hoa này là hoa gì nhỉ anh nhỉ? Cái hoa đó là hoa Arabang. Arabang. Hoa này à, hoa đẹp quá. Arabang. Mấy màu nha, màu tím, màu trắng này. Xong em cả nhà đi vườn hoa hồng này. Đấy. Dính luôn, đúng một bữa. Tất cả 6 người chưa tính được tất cả 6 người đấy. Quá đọc ăn uống lại còn hết hò cái công ty cho gì. Đang làm nữa này. Đang ở Đà Lạt gái ơi. Hôm nay đi thung lũng tình yêu. Đẹp lắm luôn. Đấy, chỗ này khu này đẹp không? Hồ này là hồ gì? Cái cầu này đẹp này. Có ai muốn ghé không hả? Có ai muốn ghé cầu tình yêu không hả? Có ghé. Có ghé tí nhờ. Ghé cầu tình yêu. Tí nữa ai đó kìa. Tí đợi xe sau ra còn chỗ thì mình lên xe thôi à. Thôi đi về thôi. Từng này người xuống lắm. Rồi không ghé là em chở về cổng luôn nha. Đẹp không? Đây này, cái này đẹp này. Cái này đẹp quá, chả ai ở đây. Đẹp quá. Bắt cái điện từ kia rồi. Đi bộ ra rồi. Đằng kia luôn. Phải đi ngược lên đây bật. Với lại ở trên này đông thì kiểu như họ xuống ra ấy đấy. Lên xuống nhiều. Về đi ăn. Xong rồi hôm nay là chuyển đi
để khi khác nhá gái nhá. Bà đi cùng đoàn, bà đi cùng đoàn nên là thời gian nó cũng có hạn ấy, toàn đi chơi thôi á. Bà cảm ơn.